Xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em ngày hôm nay. Hôm nay chúng em nhận được một câu hỏi của một vị khách hàng. Anh nói là giữa đẩy liền vang với các thiết bị như đẩy riêng, vang riêng, nâng tiếng riêng thì cái nào hay hơn? Thì chúng em sẽ làm một cái video này để chia sẻ cùng với các bác và anh em cái ưu, nhược điểm, cái lợi, cái hại của từng, lựa chọn một. Trước khi bắt đầu thì xin mời các bác và anh em cùng nhâm nhi ly trà. Chúng ta sẽ cùng vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi. Như đã nói ở video đấy, phần đầu video thì các bác anh em thấy được là khi mà em giới thiệu đẩy liền vang thì vẫn luôn nhắc các bác anh em là cái ưu điểm của nó là gì và cái chi phí bỏ ra như nào và lợi ích của nó ra sao. Còn khi chúng ta chơi đẩy riêng ra như kia thì cái ưu điểm của nó như nào, thì mỗi một cái nó sẽ có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Xin nói trước về những cái thiết bị lẻ như thiết bị đẩy rời, các cái thiết bị riêng rẽ như kia. Chúng ta có thể thấy được là hầu hết các anh em là đều chơi theo cái kiểu phong cách là đẩy rồi, vang này, nâng tiếng này, lọc rồi, vân vân vân. Có nghĩa là chúng ta sẽ ghép nhiều thiết bị lên. Thì cái ưu điểm nó như nào? Ưu điểm của nó là cho cái chất âm rất là tinh tế, chi tiết, đúng không ạ? Chúng ta lại chỉnh từng ly từng tí một rất là nắn nót, rồi mỗi một cái thiết bị nó sẽ làm một nhiệm vụ riêng, đặc thù riêng, đặc trưng riêng, nó không lẫn lộn với nhau. Và một cái lợi nữa đó là chúng ta sẽ bày lên thành một cái hệ thống, một cái bộ dàn rất là hoành tráng, rất là đồ sộ, và chúng ta có thể mang tính chất trưng bày đặt trong không gian gia đình. Mà khi các bác bạn bè chúng ta tới chơi thấy một bộ dàn cao kê hoành tráng như này thì chúng ta các bạn bạn bè chúng ta cũng phải kính nể cái độ chơi chúng ta, và cũng thể hiện được các bạn anh em chơi nó rất là chuyên nghiệp, đẳng cấp, đúng không ạ? Về chi phí đầu tư, và một cái nữa là và chúng ta cũng rất chịu chơi khi mà đầu tư ra rất nhiều thiết bị như vậy. Thì đương nhiên một bộ dàn cao kê mà đầy đủ thiết bị như vậy nó cũng rất là hay các bác nhé, rất là hay, và chúng ta chỉnh nắn nót được theo ý thích của chúng ta. Tuy nhiên cái nhược điểm đó chính là cái chi phí, chúng ta đầu tư ra nhiều thiết bị như này thì nó sẽ tốn kém hơn. Và chúng ta có thể với những người nào mà không có nhiều điều kiện thì chúng ta sẽ phải mua dần từng thiết bị một. Ví dụ như chúng ta sẽ mua những cái quan trọng nhất trước, ví dụ như đẩy, sau đó là ghép thêm một chiếc vang. Còn các thiết bị khác như là lọc hay là nâng rồi giải mã vân vân thì nó giống như là cái món gia vị trong bộ dàn cao kê của chúng ta, thì chúng ta có thể mua sau, ghép thêm sau các bạn nhé. Đấy là một cách chơi thông thường của chúng ta. Cũng có một cái xu hướng khác dành cho những anh em có một cái quan điểm khác, là tức là chúng ta thích cái sự gọi là đơn giản, gọn nhẹ, không cầu kỳ, không màu mè, làm sao nó càng gọn và càng dễ sử dụng càng tốt. Thì nó có một cái khuynh hướng khác, đó là những dòng đẩy liền vang. Ở kênh YouTube Hoàng Long chúng em đã từ những năm đầu tiên, cách đây 3 năm thì bọn em đã bắt đầu, khi mà làm YouTube thì bọn em đã bắt đầu đưa những sản phẩm đẩy liền vang rồi. Đầu tiên nó có những cái phiên bản KM1000, sau đó là KM2000, sau đó lại tiếp theo là KM3000, và đến thời điểm này nó phiên bản cập nhật cao nhất, nó là phiên bản KM3000 2 la mã. Nó đẹp hơn, nó cũng chất hơn, nó nhiều tính năng hiện đại hơn, và nó phải nói là gần như là hoàn hảo nhất cho tới thời điểm hiện tại. Cái này thì nó khác biệt so với các thiết bị kia như nào? Cho tới thời điểm này thì nó gần như là hoàn hảo rồi, gần như hoàn hảo, không có một cái gì để mà chúng ta còn băn khoăn nữa. Tại vì thay vì chúng ta mua nhiều các thiết bị ngoài, đúng không ạ, nâng tiếng để đẩy, để vang, để giải mã vân vân, thì nó đã tích hợp tất cả trong một rồi, tất cả thiết bị này trong một. Công suất thì nó cũng đã mạnh tương đương bằng một chiếc đẩy riêng rồi, đẩy rồi như vậy. Ví dụ đẩy D500 kia thì nó là công suất maximum là 800 đến 1000W, đúng không ạ? Thì bên trong con này nó đã bê nguyên cái phần công suất của cái cục đẩy D500 kia sang cái con này rồi. Có nghĩa là con kia nó mạnh như nào thì con này nó đánh được tương tự như vậy. Con kia nó đánh được 2W30 thì con này cũng đánh được 2W30 các bác nhá. Về cái phần công suất thì chúng ta đã thấy rằng là với những cục đẩy như thế này nó nhỏ gọn nhưng mà nó rất là mạnh rồi. Và cái thứ hai nữa đó là gì? Nó tích hợp thêm các cái công nghệ hiện đại hơn. Ví dụ nó có chip giải mã để cho cái chất lượng âm thanh đầu vào nó được ổn định và nó trong trẻo sạch sẽ hơn. Cái thứ hai nữa, nó tích hợp sẵn một cái chiếc vang số. Đấy, chúng ta có thể thấy được là những dòng đẩy liền vang này nó tích hợp sẵn vang số, có echo, có reverb, có chống hú, có nghĩa là có rất là nhiều các cái tính năng hiện đại như một chiếc vang số cao cấp. Đấy, thì các bác và anh em có thể tìm hiểu ở cái video trước em đã giới thiệu. Và một cái nữa đó là cái nâng tiếng, đúng không ạ?
Với các cái thiết bị kia thì chúng ta chỉ có mua nâng tiếng ngoài, nhưng trong này nó đã tích hợp sẵn nâng tiếng rồi, nó có thể nâng cái giọng hát chúng ta nó bay bổng nhẹ nhàng sáng tiếng hơn đó ở trong cái chiếc này. Và một cái nữa là một cái đó là cái điều khiển từ xa, đúng không ạ? Nó có những điều khiển từ xa như này, còn cái chiếc văn cơ kia thì không có. Đó, nó cũng rất là tiện lợi, và tất cả các cái tinh chỉnh hay là điều khiển thì chỉ cần trên cái điều khiển nhỏ gọn này thôi. Nó to nhỏ của mic, to nhỏ của nhạc, tăng giảm echo, tăng giảm tông nhạc, chọn các tín hiệu đầu vào và chọn cái mức độ chống hú. Nó có 3 mức độ chống hú, 1, 2, 3 và 0 thì là không chống hú. Tắt bật tiếng, rồi nó còn có chức năng là đọc USB. Chúng ta có thể có phát, có những USB mà có chứa nhạc thì chúng ta cắm nhạc vào đây, cắm USB vào đây là nó phát luôn mà không cần kết nối internet, không cần điện thoại, không cần gì cả, đúng không ạ? Rất là tiện lợi. Phiên bản này thì có cái thiết kế khá là đẹp, nhỏ gọn, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy được là về cái mặt hình thức thì nó rất là hiện đại, cũng như là nó trẻ trung, một cái màu ghi xám, màu xám ghi nhưng mặt nhôm phay xước các bạn nhé, nó rất là đẹp, hài hòa. Nó không phải là đen, cũng không phải trắng, cho nên màu này màu rất trung tính. Anh em có thể ghép với các thiết bị màu trắng hoặc là có thể ghép với thiết bị màu đen. Nó cũng rất là đồng bộ, nó không bị lệch tông. Đấy, một cái thiết kế rất là thông minh. Và đây là phiên bản này mới nhất, hàng chính hãng, thương hiệu của Mỹ. Thì cũng ngoài cái chia sẻ của bác và anh em, khi chúng ta sử dụng cái cục đẩy nền vang này thì chúng ta sẽ không có được cái sự hoành tráng, đồ sộ như những thiết bị giò như kia, đúng không ạ? Tại vì nó rất là nhỏ gọn, tất cả tích hợp trong một rồi, đúng không ạ? Đấy là không có được cái sự hoành tráng, nhưng cũng nhờ cái sự gọn gàng đấy thì nhiều người lại thích cái sự gọn gàng như vậy và dễ dàng sử dụng, và không cần phải tới máy tính phức tạp hay dùng phần mềm hay là dùng dây rác gì cả. Nó chỉ cần tua vít hai cạnh là chúng ta có thể chỉnh được cái chiếc đẩy nền vang này rồi, mà cũng rất là đơn giản các bác nhé, hoàn toàn dễ dàng sử dụng và chỉnh bằng tay được hết tất cả. Có cái đầy đủ các cổng cầm kết nối, ví dụ là Bluetooth này, chúng ta bắt kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảng này, vân vân. Có cổng quang này, chúng ta có thể kết nối với rẻ mã này, hoặc là TV box này, vân vân, hoặc là TV smart TV thông minh. Rồi có cổng cắt súp ở đây, là chúng ta có thể chỉnh được loa trầm ngay phía trước của cái cục đẩy nền vang này, rất là tiện lợi là như vậy. Và có cái màn hình LCD để hiển thị tất cả các thông số trên cái cục đẩy nền vang này. Và nếu xét về tổng thể cái độ thông minh thì cái con này nó sẽ thông minh hơn tất cả các thiết bị kia. Và cũng cái chi phí khi chúng ta mua một thiết bị nó sẽ rẻ hơn nhiều so với chúng ta mua nhiều thiết bị. Cái cục đẩy kia bình thường mọi em đã bán 6 triệu rồi, trong khi đó cái đẩy nền vang này công suất mạnh tương đương, tích hợp sẵn vang số thì giá chỉ có 7.500.000 đồng thôi các bác nhé, 7.500.000 đồng. Và cái mạch như cái class D, như cái đẩy D500 thì nó giới thiệu ở phiên bản trước ấy, thì nó có thể đánh được rất là nhiều các loại loa. Thì cái con này cũng vậy, nó cũng mạch công suất nó giống y chang nhau, cùng một thương hiệu mà, và nó đánh được rất là nhiều các loại loa, dù là dân vải tẩm dầu chép kèn hay cho tới gân mút chép giấy, vân vân. Nó công suất có thể kéo được một đôi bass 40 càng đét hoặc là hai đôi bass 30 các bạn nhé. Và trong không gian gia đình thì chúng ta sẽ đánh thoải mái vô tư, không lo về công suất. Và một điều đặc biệt nữa ở cái phiên bản này thì có cái thiết kế nhỏ gọn các bạn nhé, nhỏ gọn lắm. Nó chiều dày của nó chỉ khoảng tầm chưa đến 10 cm, chiều sâu thì khoảng tầm 27 cm. Đó, rất là nhỏ gọn, và chúng ta có thể để lọt trong ngăn tủ, ngăn kệ mà chúng ta không cần phải khoét tủ. Đó là một cái mà chúng ta cần lưu ý, là nó rất nhỏ gọn thôi. Và vấn đề còn lại là gì? Chúng ta chỉ việc là lựa chọn chiếc loa mà chúng ta yêu thích. Ví dụ chúng ta thích đôi loa cây chẳng hạn, thích đôi loa full kia chẳng hạn, thích loa này chẳng hạn, vân vân. Có nghĩa là chúng ta chỉ việc lựa chọn loa thôi, còn vấn đề là để cho cục đẩy này nó thể hiện. Và cái giải tần hoạt động rất là rộng, từ 20Hz cho tới 20kHz, cho nên âm sắc đánh ra rất là chi tiết, mềm, ngọt và đầy đủ tất cả các giải. Nó thể hiện rất tốt ra hết chất cái tố chất của cái đôi loa nhà các bác và anh em. Và cái mức giá như em đã công bố là 7.500.000 đồng, hàng chính hãng WeWood của Mỹ, được sản xuất tại Đài Loan, xuất đi rất nhiều nước trên thế giới, xuất đi châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, khu vực Đông Nam Á và qua cả Việt Nam chúng ta nữa. Và sản phẩm này sẽ được bảo hành chính hãng trong vòng 1 năm, lỗi đâu chúng em sẽ đổi mới cho các bác và anh em. Và đây là chính sách bảo hành có 102 và cũng như là đầu tiên tiên phong tại Việt Nam chúng ta. Và nếu như anh em có nhu cầu về những cục đẩy nền vang hay các thiết bị riêng rẽ như kia, đẩy vang, mic, nâng tiếng, vân vân, thì các bạn và anh em có thể liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình. Thì về cái tóm tắt lại thì cái mỗi một cái nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm riêng các bạn nhé. Và chúng ta khi chúng ta mua thì chúng ta nên cân nhắc vào cái ưu nhược điểm đấy. Còn về cái chất âm,
khẳng định các bác anh em nó hay tương tự như nhau, và cái độ dễ chỉnh, cái độ sử dụng thì nó sẽ tương tự nhau. Còn cái vấn đề chi tiết thì các bác anh em đã có thể xem lại video vừa rồi, em đã nói rất là chi tiết rồi đấy. Thì một lần nữa rất là cảm ơn các bác anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Hoàng Long. Kính chúc các bác anh em thật nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở những video clip tiếp theo.